Mới đây, TAX đang rơi tự do, giao dịch ở mức 0,0638 USD với mức giảm 6,2% trong hơn một giờ qua. Hơn nữa, nó đã giảm lần lượt 16,3% và trong 24 giờ và 23,7% trong 7 ngày qua. Vì cơ chế bảo chứng khá tương tự với USD Luna, ngay sau khi USDD mất chốt, TAX cũng ghi nhận mức giảm giá nặng nề. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối đã lặn và giảm xuống 14,49 từ 54,34 trong vòng chưa đầy 24 giờ. Hiệu suất giá liên tục của TAX cho thấy rằng các nhà đầu tư chưa thể dám mơ về sự phục hồi. Ngay sau khi hai đồng tiền của blockchain Tron chứng kiến sự mất giá nặng nề này, Tron DAO Reserve đã bơm 700 triệu USD để mua lại TRX trên sàn, giúp đưa USDD về lại mức giá 1 USD. Tuy nhiên, những nỗ lực này dường như là vô tác dụng khi USDD vẫn đang giao dịch ở mức cách khá xa giá 1 USD và TRX đang ghi nhận mức giảm 15,6% vào khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 6. Mặc dù với nguồn dự trữ gấp 3 lần số USDD đang lưu hành, nhiều người vẫn không còn nhiều niềm tin với mô hình stablecoin của Tron.